Kính chào bà con và quý vị đang đến với chuyên mục Câu chuyện nông nghiệp. Chương trình hôm nay có những nội dung sau. Nông dân tích cực chăm sóc vụ đậu phộng trong mùa khô, phòng trừ bệnh phấn trắng trên cây cao su. Thưa bà con, thưa quý vị, bà con xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình vào vụ sản xuất đậu phộng trong mùa khô, tuy gặp trở ngại về thời tiết, nguồn nước tưới, nhưng với sự đầu tư chăm sóc đúng mức, giúp loại cây trồng này vẫn phát triển tốt. Hòa Thắng là một trong những vùng đất khô hạn của huyện Bắc Bình. Nhất là vào mùa khô, khó có cây trồng nào phát triển được bởi khí hậu thời tiết khắc nghiệt, trên các đồi cát đầy nắng gió khô khốc. Thế nhưng người dân nơi đây không ngại khó cải tạo những đồi đất này thêm màu mỡ, cơ cấu những giống cây trồng ngắn ngày phù hợp phát triển, mang lại hiệu quả kinh tế. Trong các loại cây trồng trong mùa khô ở Hòa Thắng, có lẽ cây đậu phộng thích nghi với điều kiện tự nhiên ở đây. Với sự đầu tư đúng mức của người dân, chịu khó chăm sóc thửa đậu luôn xanh tươi tốt. Cái này là một tháng nè. Nhưng mà tháng này thì nó cái đậu này thì nó cái vụ của nó đó là nó tốt, nhưng mà mình phải tứ phân, mình bỏ phân tứ rồi nó cho nó mới tốt. Làm cỏ tới giờ là mình xịt 2 lần thuốc à, còn làm cỏ thì cũng làm bình thường như gì, giải phân thì cũng 2 lần phân, nó cũng thuận tiện là tốt, cũng có sâu mà mình xịt thì nó cũng hết, không có đến đỡ nào. Mình đóng giếng xuống, mình tứ lên thì nó cũng được. Ai mà đất khô á, thì tứ nó hơi dắt dối hơn là đất êm, đất ướt. Đất ướt thì tứ nó thỉ hơn. Kích thước ngày nghỉ ngày tứ như vậy. Mùa này là mùa đầu tứ. Cái này mùa này nó nắng á, thành thử phải tứ nhiều. Vậy đó, tứ nó mới đủ cái lượng nước của nó mới làm củ được. Hàng năm, bà con ở Hòa Thắng thu hoạch xong vụ đậu phộng Tết, đông xuân, lại bắt tay ngay vào sản xuất vụ đậu phộng mới. Các vụ đậu phộng trong năm chủ yếu dựa vào nguồn nước trời. Riêng thời điểm này đang là mùa khô cao điểm, bà con phải tích cực khai thác nguồn nước ngầm để tưới cho các thửa đậu và tập trung chăm sóc giúp cây phát triển ổn định. Ở thôn Hồng Thắng, xã Hòa Thắng có gần 30 hộ canh tác đậu phộng trong mùa khô với diện tích trên 10 hectare. Phần lớn diện tích đậu phộng nơi đây ở giai đoạn 30 ngày tuổi. Nhờ chăm sóc, phân bón, tưới nước đầy đủ, nên các thửa đậu phộng ở đây sinh trưởng phát triển tốt. Theo hộ trồng, vụ đậu này phải dựa vào nguồn nước ngầm. Việc chăm sóc có phần cực nhọc hơn so với các vụ đậu khác trong năm. Nhưng bù lại, hạn chế được nhiều sâu bệnh gây hại và chất lượng hạt đậu đầy đặn ngon hơn. Cực chứ, hễ lần tứ là phải xịt, vừa hồi sáng giờ tứ rồi chiều nay mình xịt thuốc trừ sâu nữa, cho nó khỏi ăn lá quắn đùa. Hồi mới được là có như bao đầu trâu có 900, mà đợt này 1 triệu 1 triệu mấy, nó nói gì đó, cái gì cũng lên hết, phân cũng lên mà thuốc cũng lên. Vật tư phân bón thì bữa nay nó tăng ghê lắm, tức là ô dơi hay là 20-15 thì mấy năm về trước là nó 700.000 bao thôi. Bữa nay là cả 1 triệu 1 triệu mấy bao. Cũng ước muốn là để cho bà con cái tình hình phân bón rồi thuốc men rồi là đứng lại, chứ để cho bà con dễ làm dễ kiếm ăn. Nước tứ là một, rồi phân thuốc. À, nói chung là cái gì cũng mình cũng cho nó đầy đủ thì nó đạt năng lượng thôi. À, mà nhưng mà ở đây bây giờ là có một cái là đậu ưa có đậu được. À, thành thử còn làm nó cũng còn hơi phập phồng cái chỗ đó xí. Chứ còn ngoài ra không có đậu đực thì làm kinh tế đạt lắm. Vào mùa khô, bà con ở xã Hòa Thắng canh tác cây đậu phộng tuy khó khăn về nguồn nước tưới, nhọc công chăm sóc, nhưng năng suất đảm bảo từ 3 đến 4 tấn một hectare. Chất lượng sản phẩm không thua kém so với các vùng chuyên canh đậu phộng ở những nơi khác. Với chất lượng thương phẩm hạt đậu luôn được thị trường ưa chuộng, giá đậu hiện vẫn giữ ở mức từ 35 đến 40 ngàn đồng một ký. Trong khi các mặt hàng nông sản khác giá cả bấp bênh, còn giá đậu phộng vẫn giữ ổn định. Nên hộ trồng ở đây
ai nấy đều phấn khởi, tích cực chăm sóc vườn đậu của mình, đạt năng suất sản lượng cao giữa cái nắng gay gắt của tiết trời mùa khô. Thưa bà con, thưa quý vị, hiện nay cây cao su có giá trị kinh tế trở lại, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều bà con nông dân ở tỉnh Bình Thuận. Cây cao su không chỉ có mặt ở hai huyện Đức Linh và Tánh Linh. Trong thời gian qua, loại cây trồng này còn phát triển ở một số địa phương khác như huyện Hàm Thuận Bắc và Hàm Tân. Điều đáng quan tâm nhất hiện nay là nhiều bệnh hại phát sinh trên cây cao su ở các địa phương, trong đó bệnh phấn trắng xuất hiện với mật độ cao, khả năng ảnh hưởng đến năng suất cũng như chất lượng sản phẩm. Trước thực trạng trên, kỹ sư nông nghiệp Lê Thanh Mạnh chuyển đến bà con một số thông tin phòng trừ bệnh này hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, thưa bà con nông dân, cây cao su được cho là vàng trắng một thời và hiện nay cây này cũng đem lại nguồn kinh tế khá lớn, đã phát triển trên nhiều địa bàn khác trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có cuộc trao đổi, trò chuyện với lại kỹ sư Đoàn Thanh Mạnh, Trung tâm Kỹ thuật Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tánh Linh. Kỹ sư sẽ lưu ý bà con nông dân một số vấn đề xoay quanh cái việc mà chăm sóc cây cao su. Thưa kỹ sư Đoàn Thanh Mạnh, sau Tết Nguyên Đán thì đối với mình chăm sóc cây cao su thì bà con nông dân nên lưu ý những cái vấn đề kỹ thuật gì để cho cây đạt hiệu quả tốt nhất? Kính thưa bà con nông dân, thì trong giai đoạn này thì hiện nay thì cao su đang tiến hành thay lá sinh lý của cây. Thì trong giai đoạn này thì bà con nông dân cần áp dụng những biện pháp kỹ thuật sau. Thì bà con nên tiến hành thổi lá, tránh ra các cái gốc để cho mình phòng chống cái việc cháy nó sẽ gây hại đến cái su. Thứ hai thì giai đoạn này là giai đoạn cây nó thay lá mới, và đặc biệt là trong tình hình hiện nay thì có một số giống su và một số cái vườn thì có phát hiện một số cái bệnh phấn trắng. Thì bà con cần lưu ý tiến hành phòng trừ bệnh cho cây, thì áp dụng một số gốc thuốc trị nấm như HK Sacolazone thì cũng để phòng trừ nấm phổ rộng cho cây su, thì để lá su nó đẹp hơn, khỏi bị ảnh hưởng do nấm, tránh tình trạng thất thoát lượng mủ sau này của cây, giúp cây quang hợp tốt hơn. Ngoài cái việc mà như kỹ sư vừa trao đổi thì mình phòng chống những cái dịch bệnh có thể xuất hiện vào cái thời điểm sau Tết Nguyên Đán hiện nay, cùng với đó thì mình có nên bồi dưỡng, bổ sung những cái loại phân bón gì để cho cây đạt năng suất cũng như chất lượng mủ tốt nhất ạ? Thì trong giai đoạn này thì chúng ta chưa tiến hành bón phân, nhưng sắp tới trước khi mưa bắt đầu xuống thì chúng ta cần nên bổ sung thêm một số loại phân, đặc biệt là phân hữu cơ và đạm lăng kali, chúng ta bón cân đối để giúp cho cây phát triển tốt và cho cái sản lượng như mong muốn. Bón phân nhưng mà phải tiến hành lắp để nâng cao cái hiệu quả phân bón cho cây trồng. Xin cảm ơn kỹ sư Đoàn Thanh Mạnh đã dành thời gian trao đổi cùng chương trình. Chương trình truyền hình Câu chuyện nông nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn bà con và quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.